Anh đại diện gia đình, anh xin giới thiệu, đây là bà nội của Bôn, Phạm Thị Hồng Thắm. Năm nay bà đã 80 tuổi. Đây là chị hai của anh, tức là ở trong gia đình thì cũng gọi là mẹ Nga, Bôn gọi mẹ Nga. Năm nay chị cũng được 56 tuổi rồi. Rồi đây là bà xã của anh, mẹ của Mai Nguyễn Minh, Nguyễn Thị Hà Vi. Anh thì Mai Thanh Bình, năm nay anh 1 tuổi nữa cũng tròn 50. QTS thì cũng Bôn cũng mình cũng tìm hiểu, và QTS là rất là phù hợp với cái mà Bôn đang tìm kiếm về một cái ngành học. Thứ nhất là ở bên Úc, thứ hai là học về dinh dưỡng, được có cơ hội học về dinh dưỡng, do đó QTS là một trong những trường khá là phù hợp. Và cái môi trường trong QTS cũng giúp cho mình phát triển đến ngày hôm nay. Và thay mặt gia đình cảm ơn thầy cô của trường QTS rất là nhiều, đã luôn luôn kèm cặp và hướng dẫn Bôn, đôn đốc từng ly từng tí để Bôn có được ngày hôm nay, tốt nghiệp ngày hôm nay và có cái cơ hội mà study abroad ở Úc. Thực tế cho thấy thì ngay từ nhỏ Bôn đã Minh đã được học ở trường quốc tế từ lớp 1, từ cấp 1 cho tới tốt nghiệp cấp 3. Và gia đình thì không bao giờ áp lực là phải đi học thêm hay là phải học thật giỏi. Miễn là thí dụ như trong lớp khoảng 20 thì cố gắng đứng top 10, đừng có đứng top mà 19-20 ha. Thì và Bôn có một cái tính tự lập rất là cao. Ngay từ nhỏ đã không bao giờ anh gia đình kiểm tra bài vở tập, tức là tự lập đều có thể học vượt qua những cái môn học một cách tự nhiên. Và đồng thời khi mà vào QTS cũng vậy, Bôn lựa Minh lựa cái thời gian học tự do, được online nữa nên rất là tự do để mà hoàn thành. Và cá nhân gia đình thì cá nhân anh thì anh luôn luôn nói con học giờ nào hay con làm gì cũng được, chơi cái gì cũng được, miễn sao ưu tiên cái việc học đầu tiên, tốt nghiệp cái việc học xong rồi bắt đầu là muốn chơi gì chơi, hoặc là trong một ngày 24 giờ thì con chơi bao nhiêu cũng được, nhưng mà ưu tiên việc học xong rồi còn lại thì muốn chơi gì chơi. Anh thích Minh sống theo một cái phong cách là trải nghiệm sống nhiều hơn là chỉ tập trung vào việc học 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 rồi xong rồi ra tìm một cái trường tốt ra đi làm. Anh muốn là Bôn trải nghiệm sống nhiều hơn và muốn là tự độc lập kinh doanh một cái ngành nghề nào đó. Anh thứ nhất là Minh thì cũng là con trai một trong nhà, anh có một đứa và anh muốn cái điều kiện tốt nhất cho bé để làm cái nền tảng sau này cho tương lai của bé có một cái nền tảng tốt hơn. Dĩ nhiên học ở Việt Nam cũng là tốt rồi, nhưng mà nếu mà có được cái điều kiện thì Bôn sẽ Mai Nguyễn Minh sẽ được trải nghiệm ở bên cái môi trường nước ngoài, môi trường ở những cái đất nước mà tiên tiến để có những cái tư duy tốt hơn trong tương lai. Anh đi cũng khá là nhiều nước trên thế giới, Úc với Mỹ anh cũng đã từng đi qua, kể cả châu Âu. Và anh thấy ở Úc thứ nhất là gần gia đình, điều kiện thì cũng tương đối cũng giống như Mỹ. Nếu mà nutrition anh tìm hiểu thì ở bên châu Âu thì khá là tốt nhất hiện nay trên thế giới, nhưng mà cái điều kiện đi lại rất là khó khăn. Do đó bên anh muốn là Mai Nguyễn Minh ở Úc để gia đình có thể thuận tiện đi qua đi lại thăm. Và đồng thời sau khi học và tốt nghiệp ở Úc xong, cái mong muốn của anh là vẫn cho Bôn học đến thạc sĩ về dinh dưỡng. Thì một là Mai Nguyễn Minh sẽ chọn ở Anh hoặc là ở Mỹ để hoàn thiện cái bằng mà bachelor, bằng thạc sĩ về dinh dưỡng học. Thực tế cho thấy thì cũng không phải là tự nhiên mà mình chọn, thì cũng cái duyên khi mà gia đình anh thấy được một cái lĩnh vực kinh doanh về sức khỏe và làm đẹp, do đó anh đã quyết định anh chọn cái ngành nghề này để anh khởi nghiệp ở tuổi 44, mặc dù anh đã có rất là nhiều cái ngành nghề khác cũng tương đối khá là thành công, nhưng khi anh thấy cái ngành nghề này thì nó là một cái ngành nghề của tương lai. Con người luôn luôn hướng tới sức khỏe. Ba điều mà con người luôn luôn hướng tới đó là khi mà mình trẻ thì mình bán sức khỏe để mình có tài chính, nhưng khi có tài chính thì lại muốn mua lại sức khỏe. Và điều thứ ba đó là sự công nhận. Nếu chúng ta kinh doanh ở trong lĩnh vực mà về sức khỏe thì chúng ta dù muốn hay không cũng được khỏe. Bên cạnh đó chúng ta có thu nhập và chúng ta được rất là nhiều người cảm ơn khi mà giúp họ được cái sức khỏe và giúp họ được thu nhập. Minh thì tính của Minh là chị thích nhất. Minh là lúc nào cũng yêu thương mọi người, luôn lưu tâm và chăm sóc, tức là để ý, tức là từng người, và không cãi lại bố mẹ, rất là ngoan.
Bà nội thì thấy sao? Tốt. Thì bơm nó mẹ nghe. Con rất là ngoan trong gia đình và rất là tình cảm. Lúc nào mình cũng quan tâm tới mọi người. Ví dụ như là bà nội chẳng hạn có chuyện nào chuyện kia thì mình cũng phải là, nhất là bà vú hiện là nuôi mình từ bé. Năm nay bà 86 tuổi. Và mình có sang nhà chị, có tiệc có tùng gì dù có lớn gì, nhưng mà nếu mà kêu mình ở lại thì mình vẫn cứ bảo là con muốn về ăn cơm với bà vú. Nếu mà con không về thì bà sẽ không ăn. Đó, nên mình rất là tình cảm và thương yêu anh em trong gia đình. Và nhà chị thì có 5 cháu, nhưng mà mặc dù là các cháu là con của 4 chị em chị, nhưng mà các cháu thương yêu nhau giống như trong một gia đình. Đó, gọi là bố bằng mẹ hết. Nên là gia đình nhà chị là cũng được một cái nếp là sống rất là tình cảm. Thành ra là các cháu, nói chung là tất cả các anh em đều như vậy. Và mình thì nói chung là mình trội hơn, là mình giao tiếp vẫn tốt hơn, rồi mình quan tâm mọi người nhiều hơn, rồi cái gì mình cũng ok. Cá nhân anh thì anh lại không có thích cái tính mà nặng về tình cảm quá của Bôn. Anh là con người sống cũng hơi hướng ngoại, anh ít khi nào quan tâm tới gia đình. Mình vẫn có cái tình cảm trong nhưng mà mình thường mình không có thể hiện ra. Và nhưng mà đối với mình thì anh cảm thấy nếu mà như vậy, cá nhân anh thôi, cảm thấy vậy hơi ủy mị so với anh. Đó, tình cảm nặng quá. Anh thì lại có một cái là hơi cứng hơn một chút xíu. Và anh rất là thích Minh, anh tự tin là khi mà mình có một cái con người con trai như vậy mình có thể dựa vào, bởi vì Minh thích nghiên cứu rất là nhiều thứ, kiến thức rất là rộng. Và mỗi lần mình kẹt cái gì á, ba nhờ con tìm hiểu này tìm hiểu kia là Minh ngay lập tức có thể tìm hiểu và ra cái đề bài cho anh. Nó giống như là một cái gọi là người trợ lý rất là đắc lực cho anh. Mặc dù anh có thể cũng tìm hiểu tới tìm tòi được nhưng mà mình sẽ chậm hơn. Nhưng mà với bất cứ chủ đề nào, chỉ cần đưa ra cái đề bài thì Minh có thể giải quyết được cho anh cái mà anh đang cần. Cái anh thích cái sự mạnh mẽ đó, là rất là, mình có thể nói là thông thái, dùng từ như vậy cho Minh. Gia đình nhà cô ấy, xuất thân là nhà giáo. Khi mà cô đó đến giờ thì coi như là cái nếp sống của một gia đình là ngay từ đầu đã phải có cái ý thức là giáo dục con cái rồi. Trước hết là giáo dục con cái thì mới giáo dục được đến các em ở bên ngoài. Nên cho nên là ông thì đi vào đây tăng cường cho giáo dục từ năm giải phóng, năm 75. Còn bà thì năm 79 bà mới vào. Thì bà dạy ở bên gia đình, cấp 3 gia đình. Bốn, ba cô con gái và một cậu đây là cũng học ở lớp chuyên gia đình hết. Đấy. Thì nói chung đến bây giờ thì có 5 đứa cháu, 4 đứa con, 5 đứa cháu. Thì đứa cháu thứ nhất thì đã đang học đi làm ở ngân hàng của anh. Thì cũng đi họ làm được 3 năm rồi. Cháu thứ hai thì học ở bên Áo. Thì bây giờ cũng học xong rồi, mới ra trường đang là về nghỉ. Ở bên này giờ đang là trải nghiệm ở bên này, ở bên Việt Nam. Sau đó thì là cũng đi sang Áo ở. Rồi đến hai đứa cháu gái thì nó còn đang là học lớp 11. Thì năm tới này cũng cho nó đi Úc, nó học. Một cậu Úc đây thì là năm nay cũng là tiễn cậu đi học mấy năm. Thì mọi người có hỏi là bà có nhớ không, có mỗi mình cháu nội có nhớ không? Thì tất nhiên ai cũng nhớ, nhưng mà cái nhớ ấy tình cảm mình để vào một bên là vì tương lai của các con các cháu. Đấy, nên là cũng nói với các cháu là nói chung trong một cái gia đình là bố mẹ, ông bà giáo dục, cho nên là các cháu cũng phải học đến nơi đến chốn như ông bà. Là trong những thời xưa nó rất là khó khăn đấy. Cả nhà mong con qua được đấy không được như mọi năm, và đến 30 Tết là gia đình nhà mình sẽ quây quần bên nhau. Hôm nay sẽ không có con thì tất cả mọi người đều nhớ con, và con cũng thế, con sẽ cố gắng vượt qua cái giai đoạn này, tất cả vì tương lai của mình sau này. Và nếu có điều kiện thì cả nhà sẽ lúc nào cũng bên cạnh con và sẽ hỗ trợ con, mà một dịp nào đó gần đây con qua học con sẽ bay về chơi với gia đình như các anh chị em của nhà mình.
khóc rồi. Mình... anh cá nhân anh thì anh thấy nó bình thường, tại vì Tết thì không Tết gì, đối với anh thì ngày nào cũng là Tết đó. Đó, do đó anh với Bôn thì cũng giống như cùng quan điểm vậy á. Có thể Tết năm nay ăn ở bên Úc là một cái trải nghiệm, gia đình anh cũng mong muốn một cái lúc nào đó cũng ăn Tết ở nước ngoài, chứ ở Việt Nam ăn mấy chục năm rồi cũng chán, nhưng mà cũng chưa có dịp nào mà đi nước ngoài được đó, để cùng một lúc với nhau.